Không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm 30% số người dân tộc thiểu số tảo hôn so với năm 2021 là những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2022, Lào Cai sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân thông qua nhiều hình thức, tổ chức 8 hội nghị tại trung tâm các huyện, thị xã để tập huấn bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi nhận thức hành vi trong hôn nhân và cải tạo tập quán lạc hậu gắn với thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản. Duy trì hoạt động các mô hình câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã có, xây dựng thêm 17 mô hình điểm tại các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức hội nghị tuyên truyền tại mô hình điểm xã Cao Sơn và Tà Thàng, huyện Mường Khương, xã Sảng Ma Sáo, huyện Bát Sát.